Phạm Văn Quang sinh năm 1995, trú tại tổ dân phố An Hải, phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã sát hại một người khi chưa đủ 13 tuổi. Mãn hạn tù trở về, đối tượng lại lái xe trong tình trạng phê ma túy, điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe, khiến 5 người thương vong. Phê ma túy vẫn phóng ô tô trong đêm tối. Vào lúc 22 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2023, Phạm Văn Quang lái ô tô biển kiểm soát Lào có số hiệu 2462 đi trên quốc lộ 49 hướng biển Thuận An lên thành phố Huế. Khi đến km 7+600 quốc lộ 49 đoạn qua thôn Dương Nổ Nam, xã Phú Dương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, thì Tông và anh Đoàn Công Phi Long, sinh năm 1987, trú tại xã Phú Dương, đang đi bộ theo hướng cùng chiều. Tiếp đó, Quang điều khiển xe tiếp tục chuyển hướng trách qua phần đường bên phải và va chạm vào xe máy biển kiểm soát 75H170022 do anh Phan Văn Xuân, sinh năm 1988, chở vợ và hai người con là Phan Văn Phúc Tê, sinh năm 2020 và Phan Nguyễn Tường V, sinh năm 2016. Vụ tai nạn khiến cháu V bỏ mạng tại hiện trường. 4 nạn nhân còn lại bị thương nặng và được người dân, lực lượng công an chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong đêm ngày 24 tháng 7. Theo ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe ô tô sau khi húc vào xe máy khiến cho cả phần đầu xe ô tô bị biến dạng hoàn toàn. Xe máy cũng hư hỏng, vỡ thành nhiều mảnh. Tại hiện trường cho thấy chiếc xe máy bị ô tô kéo lê khỏi vị trí va chạm khoảng 100m mà không có dấu vết phanh. Nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, lái xe ô tô đã điều khiển xe với tốc độ rất lớn so với quy định cho phép. Điều đáng nói, thời điểm xảy ra tai nạn, đối tượng điều khiển ô tô có dấu hiệu phê ma túy. Ngay sau đó, Công an thành phố Huế đã tiến hành thực hiện test nhanh ma túy và kết quả cho thấy Phạm Văn Quang dương tính với ma túy. Ngày 27 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Quang về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Quá trình điều tra, Quang khai nhận đêm 24 tháng 7, Quang đến khách sạn Panorama Hotel tại đường Thủy Xuân, thành phố Huế và gặp Nguyễn Đức Thường, sinh năm 1987, trú tại xã Lộc Bồn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau đó, Quang lấy xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Elantra, biển số Lào 2462 của Ngô Đức Thường, đi về nhà ở gần biển Thuận An thì gây tai nạn. Theo cơ quan công an, ngoài việc sử dụng ma túy khi lái xe gây tai nạn, thì Phạm Văn Quang điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe. Quá trình điều tra mở rộng, Phạm Văn Quang khai nhận, tối 23 tháng 7, Quang cùng với một số nhóm bạn đến quán karaoke W.W nằm trên đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế để hát hò. Và tại đây, Quang đã sử dụng ma túy. Đến tối 24 tháng 7, Quang liên lạc với Nguyễn Đức Thường và sau đó đến gặp Thường để lấy ô tô chạy về nhà ở gần biển Thuận An thì gây ra tai nạn. Việc Phạm Văn Quang lái xe không có bằng lái, phê ma túy cướp đi sinh mạng của bé gái 8 tuổi và nhiều người bị thương phải vào viện điều trị khiến dư luận rất bức xúc, lên tiếng. Và điều khiến cho nhiều người càng bất bình hơn là khi biết tin đối tượng này vừa ra tù về tội giết người sau khi cướp đi sinh mạng của một người bạn đồng hương xa xứ khi vào đất khách ở thành phố Hồ Chí Minh để mưu sinh. Theo hồ sơ vụ án, Phạm Văn Quang và Nguyễn Bi là bạn bè cùng sinh sống tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, nay là thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Giữa năm 2011, tại quê nhà khi lứa tuổi mới lớn còn bồng bột, thì giữa Quang và Bi có cãi vã rồi phát sinh mâu thuẫn. Đầu năm 2012, Quang vào thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân may tại quận Gò Vấp, thì tình cờ gặp Bi cùng làm việc tại công ty này. Ở đất khách quê người, giữa biển người bao la, khi thấy Quang cùng làm việc cùng cơ sở may mặc với mình, Bi vui mừng nhưng không bày tỏ. Còn đối với Quang thì lần cãi vã ở quê nhà với Bi như trở thành mối hận trong lòng và trong suy nghĩ phải xử được Bi mới thỏa mãn. Từ đó ngày ngày gặp Bi, mối hận thù trong Quang ngày càng lớn dần. Cho đến tối mùng 7 tháng 4 năm 2012, trong lúc ngồi uống bia với Nguyễn Đức Lộc, sinh năm 1993, trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, người làm cùng công ty may thì Quang kể cho Lộc nghe về mâu thuẫn giữa Bi và Quang lúc ở quê và rủ Lộc trả thù thì Lộc đồng ý. Sau khi lên kế hoạch bàn bạc nhau thì Lộc đến một ngôi chợ gần chỗ làm việc mua một con dao đưa cho Quang thủ sẵn trong người, rồi cả hai đến công ty may mặc tìm Bi để giải quyết mâu thuẫn chuyện cũ. Khi Quang và Lộc vừa đến thì thấy Bi đang ngồi cùng với nhóm bạn trước cổng. Lúc này Quang gọi Bi ra ngoài thì Bi cứ nghĩ rằng chỉ ra nói chuyện bình thường nên đã nhanh chóng đi ra. Nhưng không ngờ khi Bi vừa đi tới thì Quang đã dùng dao tác động vào người khiến Bi gục ngã tại chỗ. Sau đó Bi đã bỏ mạng trên đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Thời điểm đó nhận được hung tin, cả gia đình Quang cũng như gia đình Bi ở quê nhà rúng động, bàng hoàng trước những hành vi côn đồ của Quang. Bố mẹ Bi đổ bệnh khi nghe tin đứa con trai hiếu thảo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà đã chấp nhận xa nhà từ nhỏ để mưu sinh rồi mãi mãi ra đi. Người thân của Bi càng đau đớn hơn khi mà người cướp đi sinh mạng của con mình lại chính là đồng hương. Sau lần cướp đi sinh mạng của người bạn đồng hương, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Văn Quang 17 năm tù. Do thời điểm gây án Quang chỉ mới 13 tuổi nên được giảm nhẹ khung hình phạt, và Nguyễn Đức Lộc 15 năm tù về tội giết người. Đến đầu năm 2023, Quang được tha tù trước thời hạn và trở về quê ở Thừa Thiên Huế. Theo tìm hiểu từ một số người dân nơi Quang trở về sinh sống sau khi ra tù, Quang về sinh sống tại phường Thuận An, thành phố Huế, nhưng đối tượng này thường ít khi có mặt tại địa phương. Sau khi ra tù, không có công ăn việc làm mà vẫn có biểu hiện ăn chơi lêu lỏng và có dấu hiệu sử dụng ma túy, một người dân cho biết. Tính đến ngày 8 tháng 8 năm 2023, vụ tai nạn giao thông do Phạm Văn Quang gây ra khiến 5 người thương vong đã xảy ra 15 ngày. Ngoài cháu V 8 tuổi, nạn nhân bỏ mạng trong vụ tai nạn, thì bố và mẹ cháu V vẫn phải nằm trên giường, chưa thể đi lại. Trong đó, bố của cháu bé là Phan Văn Xuân, 38 tuổi, vẫn được tiếp tục điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Trung ương Huế. Còn mẹ cháu bé là chị Nguyễn Thị Thu Thanh, 33 tuổi, sau hơn một tuần điều trị tại bệnh viện do gãy chân 3 khúc từ phần đùi xuống đầu gối, đã xin về nhà để nằm theo dõi. Nằm một chỗ trên giường không thể di chuyển được. Với chị Thanh, 2 tuần nay có lẽ là nỗi mất mát lớn nhất, kinh hoàng nhất mà gia đình chị phải trải qua. Nằm trên giường đưa mắt hướng về bàn thờ của con gái 8 tuổi, con gái đầu lòng mà chị Thanh quặn thắt từng khúc ruột. Nhiều lúc trong đêm tối chị giật mình thức giấc và không thể tin con gái mình đã ra đi mãi mãi. Do vợ chồng em hoàn cảnh còn khó khăn, chồng làm grab bike, còn em dọn vệ sinh cho một nhà nghỉ ở thành phố Huế, nên vợ chồng em đưa con lên học trường ở gần nhà ngoại tại phường An Đông, thành phố Huế để nhờ ông ngoại đón đưa giúp. Vào buổi tối, sau khi hai vợ chồng làm xong việc thì ghé đón hai con về nhà. Nhà của vợ chồng chị Thanh cách nhà ông bà ngoại khoảng gần 10 km. Chị Thanh kể tối hôm đó, hai vợ chồng em cùng con trai 4 tuổi đi đón con gái 8 tuổi đi học thêm về thì ghé vào nhà ngoại chơi một lát. Sau đó khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7, bốn thành viên trong gia đình lên xe máy để trở về nhà riêng ở vùng ven thành phố. Đi được quãng đường khoảng 10 km, chỉ còn rẽ qua cánh đồng trào khoảng 200m là về đến nhà ở thôn Phò An, xã Phú Dương, thành phố Huế, thì cả nhà em đã gặp tai nạn trong đêm tối. Lúc đó em ngã xuống nằm giữa đường nhưng không thể đứng dậy được. Em nằm và gọi các con một lúc thì sau đó không còn biết gì. Đến hôm sau em như sét đánh ngang tai khi nghe tin con gái đầu lòng của vợ chồng em đã tử vong sau đêm định mệnh đó. Trong khi đó chồng bị thương rất nặng và 15 ngày vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Con gái em học rất giỏi, hiền lành và cháu luôn được các thầy cô giáo yêu thương. Sách vở, quần áo, đồ dùng học tập đã được hai mẹ con chuẩn bị đầy đủ rồi mà không ngờ giờ con đã ra đi. Chị Thanh cho biết dù chồng chị đang nằm viện nhưng chị không thể di chuyển được nên không thể gặp thăm chồng. Theo chị Thanh, hiện chồng chị bị đa chấn thương rất nặng, chỉ mới tỉnh sơ sơ và cựa quậy tay chân chứ chưa tỉnh hẳn và hiện vẫn đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Trung ương Huế. Hai tuần nay từ ngày xảy ra tai nạn, phía nhà nội thay phiên nhau để chăm sóc chồng chị Thanh ở bệnh viện, còn nhà ngoại thì về nhà chị Thanh giúp chị cơm nước cho con trai 4 tuổi và chăm sóc chị. Chồng em làm Grab thu nhập một tháng khoảng hơn 6 triệu đồng và em dọn vệ sinh một tháng được 4 triệu đồng. Với số tiền đó, vợ chồng em tiết kiệm và tập trung vào việc chi tiêu, nuôi dạy con cái ăn học. Giờ đây cả hai vợ chồng đều bị thương, nằm một chỗ, chồng em là lao động chính trong gia đình mà chưa biết ngày nào hồi phục nên rồi không biết cuộc sống sẽ như thế nào. Chị Thanh chia sẻ. Ông Đặng Ngọc Anh, Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, khi đến chia buồn thắp nén nhang để tiễn biệt cháu V, con gái của vợ chồng chị Thanh, đã không cầm được nước mắt trước hoàn cảnh xót xa, thương tâm của gia đình chị. Nhiều người dân ở xã Phú Dương dù không quen biết với gia đình chị Thanh nhưng khi nghe tin dữ họ cũng đã đến chia buồn phúng điếu. Càng thương xót cho số phận gia đình chị Thanh bao nhiêu thì người dân càng bức xúc về Phạm Văn Quang, kẻ đã gây ra tai họa cho gia đình nạn nhân. Điều đáng trách, Phạm Văn Quang đã từng một lần tước đi mạng sống của một người đồng hương, nhưng sau khi ra tù vẫn không chịu tù chỉ làm ăn mà lại ăn chơi lêu lỏng, chích hút nhằm thỏa mãn nhu cầu bản thân để rồi một lần nữa lấy đi sinh mạng của một trẻ thơ. Người dân đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm Phạm Văn Quang nhằm răn đe giáo dục cho các đối tượng khi phê ma túy vẫn cố tình ôm vô lăng phóng nhanh vượt ẩu để rồi gây ra gánh nặng cho xã hội, cho gia đình nạn nhân.
Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.